Rồi, chào các bạn nha. Mình đang sử dụng con máy máy rửa chén của Bosch ha. Thì cái series của con máy này là series này, nó là series 6 ha. Thì nó có các chức năng như trên. Thì mình cái thời điểm mình mua con này là 24 triệu. Đó, con này dùng cái chế độ sấy là dùng gel lít. Nó không có chế độ mở cửa sau khi rửa nha. Đó. Thì mức tiết kiệm của nó là cộng 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 này. Đó. Rồi thì hiện tại bây giờ là mình đang sắp xếp như thế này thì mình sẽ có một cái vài cái lưu ý khi mà dùng cái máy rửa chén này nha. Đó. Rồi thường thường là rồi thì cái lưu ý khi mình dùng cái máy rửa chén này so với rửa tay á, thì máy rửa chén này là nó mất khoảng cỡ 3 tiếng rưỡi đó, để rửa toàn bộ cái này đó. Rửa tay thì rửa nhanh hơn, nhưng mà mình thấy là 3 tiếng rưỡi thì cứ để cho nó chạy như thế thì mình làm việc khác đó, nó cũng tiện lợi ha. Đó, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn dùng máy này thì các bạn chú ý cho mình là thường mình sẽ cần ba cái chất phụ gia. Thứ nhất là muối, tại vì khi mà cái đường nước của mình cấp nước vô á, đường nước của mình cấp nước vô á, thì đường nước đó có thể là cái nước giếng hoặc là nước máy đó, thì tùy vô cái ấy. Mình nhà mình dùng nước giếng cho nên mình phải dùng thêm cái bột cái muối để nó làm trung hòa cái nước, nó không có bị nước cứng. Chứ nếu mà bị nước cứng á, thì cái những cái chỗ này nè, những cái vòi xoay này nè, đó, những cái vòi xoay như thế này thì khi các bạn mà theo thời gian á, nếu mà không có muối á, thì sẽ đóng cặn vôi ở đây. Đó. Thứ nhất là cái muối. Thứ hai á, là cái viên rửa. Thì cái viên rửa thì mình đang có cái 3 loại ở đây. Hai cái này của Finish này, cái này của Seaway này. Đó, thì cái này mình sẽ nói sau, cũng khá ok đấy. Nếu như mà dùng á, tí nữa mình sẽ nói sau thêm cái phần nữa. Đó là cái phần là nước làm bóng. Đó, bạn bỏ viên rửa vào đây và nước làm bóng thì bạn đổ vào đây. Riêng nước làm bóng thì mình không có dùng ha. Lý do thì tí nữa mình nói sau. Đó. Rồi ha. Thì thứ nhất là mình nói về thời gian, thứ hai nói về cái các loại chất phụ gia cần ha. Rồi đôi khi á, cứ khoảng cỡ là có thể là 3-4 tháng gì đó, bạn mua thêm một cái loại là loại tẩy rửa. Đó, có loại tẩy rửa đặc trưng riêng cho cục Philips chẳng hạn, để vào đây. Đó, mà bấm cho chạy không tải á thì nó sẽ làm sạch. Cứ làm sạch những cái cặn bẩn bám, những cái vi khuẩn, những cái bám li ti ở trên những chỗ này. Đó, làm sạch những cái đó. Rồi khi mà dùng cái máy này á, ngoài cái thời gian chờ lâu ha, chờ lâu thì mình tiếp nhận được này, thì có một số cái lưu ý khi mình dùng mình sẽ hiệu quả hơn á. Đó là thứ nhất là về cái việc mà những cái việc như mà bạn xới cơm hay là những cái cơm nó bám vào đây á, thì các bạn phải rửa sạch nha trước khi bạn để ở đây. Hoặc là các bạn để những cái đũa xới cơm hay gì đó bám những cái phần cơm mà dính á, bạn để xuống dưới ngăn này và ngăn dưới thì nó sẽ rửa sạch hơn các phần cơm dính đó. Thứ hai á, là khi bạn rửa những cái như thế này thì rửa tay thì rất là khó sạch, rửa máy thì rất là sạch nha. Đó. Đó. Rồi tuy nhiên á, khi mà bạn rửa thì các bạn lưu ý là những cái vết bẩn kiểu như là những cái bẩn như thế này thì sạch nha. Nhưng mà nếu mà nó cháy thì đảm bảo với bạn là không thể nào mà sạch bằng rửa tay cả. Tức là nếu như mà dầu mỡ nhiều nó bao xung quanh ở đây á thì các bạn là rửa máy thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà bị cháy thì rửa bằng tay, mình phải dùng tay chà mạnh. Chứ rửa máy thì không thể nào mà sạch được những cái vết cháy khô, bám khô cứng thì nó không thể nào mà rửa sạch được. Đó. Rồi khi sắp xếp các bạn phải sắp xếp làm sao cho nó có cái chỗ hở này. Đó. Cái chỗ hở khi bạn quay cái vòi này. À, quay cái vòi này thì nó có chỗ hở, các bạn thấy không, có chỗ hở vận sắt này, nó có chỗ hở để nước ở dưới này bắn vô này đó.
nước ở dưới này bắn vô, nước ở dưới này bắn vô này. Đó, nó có chỗ hở, không có đè che hẳn nhau. Nếu mà che hẳn nhau nước thì không thể bắn vô được. Đấy, có những cái chỗ này nước bắn vô như thế, nó xoay, nó bắn theo các chiều. Đó này đó, nó chiều mũi tên này, đó, nó sẽ bắn lên đây theo hướng này này đó. Rồi, còn cái nữa là khi các bạn khi bỏ đồ vô ấy, thì các bạn là chú ý là cái việc xoay này. Ở dưới này cũng có một cái tay xoay nữa này. Đó, các bạn xoay đi ấy. Bạn xoay ok nhá, chứ còn nhiều khi có cái quai này. Cái quai này nhá. Các bạn mà để nó bên dưới này nó bị chặn á, thì không để ý á, thì mình bật máy chạy lên thì nó sẽ không có xịt được, hoặc được quay và để xịt toàn diện nó sẽ bị bật. Còn một cái nữa là đối với những cái bạn như thế này rất là ok ha, đáy nó dẹp khi mà rửa xong thì nó không bị đọng nước ở đây. Còn đối với những cái bát như này này, khi mà rửa xong đó, nước sẽ đọng ở đây, cho dù bạn có bật chế độ sấy kiểu gì hay thậm chí là mở cửa ra thì nó vẫn có một cái lượng nước đọng ở đây đó. Nên là chính chính vì cái này, chính vì cái lượng nước đọng ở đây này đó, nên vấn đề là mình không dùng cái nước làm bóng ha. Nước làm bóng mình đang dùng cái loại này, Finish này, nhưng mà mình dùng thấy nó cứ dính dính, sau sau khi rửa nó vẫn có bóng, nó bóng thật, nhưng mà sờ vô mình lấy một chút nước bỏ vô thì nó cứ dính dính khá là khó chịu, cho nên là mình không dùng nước làm bóng này ha. Ai dùng thì dùng nhưng mà mình không dùng. Rồi, dẫn cái điều đó dẫn đến cho nên á, cái này là loại finish thường này. Còn lại cái loại này là finish power, loại 10 chiếc tốt hơn này, mắc hơn này. Viên này thì 3.500 một viên, gần 16 gram 20 gram gì đó. Viên này cũng vậy, 16 gram 20 gram gì đó, mà tới viên này hình như là tới 4.500, 4.500 một viên power này. Cái này là 3.500 một viên. Viên Seaway này là khoảng cỡ 2.500 một viên. Nhưng mà tất nhiên là viên Seaway này nó nhỏ hơn những cái viên này nhiều. Viên Seaway này có 8 gram mà, đằng này gấp đôi. Nhưng mà nếu mà là các bạn dùng á, các bạn không dùng nước làm bóng như mình á, thì mình dùng cái viên Finish loại thường nha. Hoặc là cái viên Seaway này mình thấy dùng ok, cho thậm chí cho cả mười mấy 14 bộ như mình nhá, dùng ok viên Seaway này hoặc là viên Finish thường. Tại vì hai viên này mình thấy là nó không bị nhớt, tức là cái viên này sau khi mà làm xong á thì giống như là nó có chất làm bóng sẵn trong đó luôn rồi, thì cái máy cái mình cảm giác là nó khi mà sờ khô thì không cảm giác nha, nhưng mà khi mà có bị ướt chỗ này, ví dụ đáy này này, mình cảm giác là bị ướt nhớt nhớt nhớt, nó khó chịu lắm. Mình nghĩ là nó sẽ không không có tan hết cái viên này, hoặc là sau đó nó không có sạch, cho nên là mình hơi ngại cái việc mà tồn dư những cái chất chất sau khi tẩy rửa. Cho nên mình recommend các bạn là dùng cái viên này 3.500 một viên, hoặc là cái viên Seaway này ha, nó ít hơn đó. Nhưng mà những rửa những cái này á, rửa cái viên Seaway này á, là nó vẫn đảm bảo sạch cho máy 14 bộ nha. Từng này nè, mình rửa từng này nè, vẫn vẫn sạch nha các bạn ha, vẫn sạch nha, không có bẩn đâu. Viên Seaway nhỏ đấy, hoặc là bạn có thể kiếm một viên một cái loại nào đó thử đi, mình cũng không rõ lắm, của Sun Life chẳng hạn gì đó, mình hình như là cũng có 8 gram không 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 biết nha, mình chỉ mới dùng thử những loại này thôi đó. Thì cái loại này mình dùng kêu là mắc tiền nhất, nhưng mà mình cảm thấy nó không an tâm dùng nó lắm. Cái viên này Finish ok này, và viên Seaway ok này, đó hai viên này ha, loại thường thôi, cái này loại thường thôi thì nó sẽ không có là lắm ha. Rồi đó, mình chỉ lưu ý những cái chỗ đó thôi. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là cái đáy của cái này, rồi cơm dính, rồi vết cháy khô, vết khó ấy thì phải rửa tay. Nó chỉ sạch hơn ở chỗ là tất cả những nếu mà bề mặt diện rộng á, mà dính mỡ nhiều á, thì nó sạch hơn thôi. Đấy, quay tay chú ý bị cấn thanh ở dưới này đó. Rồi bóc ra thôi. Tết tết. Ừ, khi mình lấy bỏ vô đây. Đó, mình bỏ vô đây. Đó. Rồi mình sẽ chỉ cho bạn cái phần mà cấu hình nữa nha. Phần cấu hình. Rồi khi bật lên này. Bật lên đó, thì mình thường thường chỉ độ echo. À, bây giờ phần cấu hình. Giữ cái nút 2 giây này 3 giây. Há là nước cứng nè, nước cứng mình đang cho chế độ là 4 mặc định nè.
Rice là nước làm bóng này, mình là không, mình sẽ là không luôn. Đấy. Mấy cảm biến này thì phụ dùng cho chế độ auto nhé. Auto này thì mới dùng cảm biến sensor này. 012 đó. 012 là chế độ bản nhất. D là dry, sấy khô, sấy khô tăng cường, mình cho bật số 1 lên là để cho nó tăng cường thêm sấy khô. Đó, rồi auto máy này cũng không quan trọng lắm. À, số volume, bút tần volume, âm thanh thôi. Này reset lại đó, rồi. Đó, mình sẽ quay về cái chế độ ấy ha, mình lại eco này. Mình bật rửa cái tập trung bên dưới này. Rồi tăng cường nhiệt này, đấy. Nó chủ yếu là mình dùng cái này. Đó. Rồi bấm sạc thôi. Xong. Đấy, mình chỉ đấy rồi ngày mai mình sẽ check lại ha. Đó, mình chỉ có những cái chia sẻ như vậy khi mà dùng cái máy này. Cái này dùng cũng gần được năm rồi đó. Thấy ok trong những cái trường hợp mà chén bát nhiều, mình làm tiệc gì đó mời mọi người đến thì cứ 10 quất quất đồ ăn rồi ấy vô đây. Mình lưu ý là khi mình bỏ vô á, mình phải gạt thức ăn ra nhé, không cần phải tráng lại nữa, chỉ gạt hết đồ ăn ra cho để nó mốt mất công mình đi vệ sinh nhiều cái vệ sinh cái lọc ở dưới này nhiều thôi, vậy thôi. Ừ. Rồi mình chia sẻ với bạn những cái như thế ha. Đây là một cái bước đột phá, những giải phóng con người mình khỏi những công việc hàng ngày. Rồi. Rồi, trân trọng chào các bạn. Sau buổi sáng này làm xong hết nha. Làm xong hết rồi. Khô. Ok. Sạch nha. Sạch sẽ hết nha. Khô. Ok này. Sạch. Đó, chỗ này vẫn bị đọng nước nè. Thấy chưa? Đặt như này là bị đọng này. Đặt lệch xuống nó mới hết đọng. Không không nhớt nha. Này có nước. Ok, không không có nhớt. Không nhớt. Nói chung là ok, không có bị nhớt. Đó. Thằng Seaway này cũng là một cái sản phẩm nổi tiếng của bên Trung Quốc ấy. Thường là mua mấy đồ Xiaomi nó hay tặng cái Seaway này. Đây, tóm lại là mình cứ dùng mấy cái viên của Phoenix thường hoặc là mấy viên Seaway, nói chung là không có nhiều chất phụ gia, quá nhiều chất thêm quá nhiều chất phụ gia khác. Nó chỉ dùng những cái này là được.